Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Y tế Đức Trọng, đến ngày hôm nay, 4 bệnh nhân cuối cùng của vụ ngộ độc bánh mì Khánh Trang tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, gồm 2 người lớn và 2 trẻ em, đều đã xuất viện trong tình trạng ổn định sức khỏe. Trước đó, vào ngày 21 tháng 6, 20 bệnh nhân cũng đã xuất viện. Như vậy, sau 7 ngày tiếp nhận và điều trị ngộ độc bánh mì, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt đã kịp thời xử lý và điều trị cho 46 bệnh nhân. Tuy số người nhập viện trong những ngày qua khá cao, nhưng các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, theo dõi và điều trị cho người bệnh. Còn nguyên nhân của ca tử vong sau khi có kết quả giám định pháp y, ngành chức năng sẽ công bố chính thức nguyên nhân tử vong. Có lẽ chưa lúc nào vấn đề an toàn thực phẩm lại thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội như thời gian gần đây, đặc biệt là ngộ độc do bánh mì ngày càng phổ biến. Ở Lâm Đồng hầu như năm nào ngộ độc bánh mì cũng xảy ra. Vậy làm gì để quản lý thức ăn đường phố cũng như các gánh hàng rong bán bánh mì là vấn đề người tiêu dùng rất cần các cơ quan quản lý đưa ra các biện pháp tích cực để hạn chế ngộ độc bánh mì có thể xảy ra. Rẻ tiền, phù hợp với túi tiền của người dân, sản phẩm đa dạng, cung cấp nhanh, kịp thời và tiện lợi cho việc ăn uống của các hoạt động dã ngoại, đi làm xa hay lao động trong ngày, bánh mì được người tiêu dùng lựa chọn. Đây có lẽ cũng là yếu tố mà các xe bán bánh mì tiêu thụ mạnh, trung bình trên dưới 100 ổ mỗi ngày. Với số lượng ấy, nếu không may xảy ra ngộ độc thì cũng tương đương chừng ấy người mắc. Vậy nguyên nhân nào gây ra ngộ độc cho gần 50 con người trong vụ ngộ độc bánh mì ở Hiệp An, Đức Trọng khi cơ sở bán bánh mì đều có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm? Mình không thể xác định chắc chắn, nhưng tụi em thì cũng tăng cái quá trình là giám sát, điều tra rồi để xác minh. Đây cũng là một trong những cái mà tụi em phải rút kinh nghiệm, triển khai làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi tiến hành kiểm tra lại tất cả các cơ sở mà buôn bán lẻ thức ăn đường phố ở trên địa bàn xã. Nguyên nhân là do cái nhân bánh mì là có thể là không an toàn, ôi thiêu, hay là chúng ta để nhiều giờ sau khi nấu chế biến để gây mất an toàn thực phẩm, là bản thân cá nhân đó nó bị phân hủy, nó bị hư hỏng, hay là trong cái nhân đó là do quá trình chúng ta mua nguyên liệu không an toàn. Điều khẳng định nguyên nhân gây ngộ độc là do nhiễm khuẩn phần nhân bánh mì thập cẩm được cơ sở bán bánh mì chế biến. Tuy nhiên, vấn đề nhiều người băn khoăn là vì sao ngộ độc bánh mì lại hay xảy ra dù vệ sinh hoàn cảnh tại các tổ bánh mì vẫn được các chủ cơ sở thực hiện. Chúng ta có thể thấy rằng là vấn đề là vi khuẩn từ trong cái thức ăn hoặc trong cái thao tác của cái người chuẩn bị thức ăn nó đem đến cho người bệnh và nó cấy vào trong cơ thể của người bệnh, rồi từ đó nó mới bùng phát lên và 12 giờ sau thì bắt đầu nó mới xuất lộ các triệu chứng. Vì vậy cho nên là cái việc mà kiểm soát được vi khuẩn ở tại cái khu vực chế biến thức ăn cũng như là cái bàn tay của cái người chế biến thức ăn là hết sức quan trọng. Việc này nó đòi hỏi thứ nhất là cái nguồn thức ăn phải được đảm bảo sạch và khử nhiễm. Thứ hai nữa là cái khu vực chế biến là phải được sạch sẽ và phải được khử nhiễm. Thứ ba nữa là găng tay của cái người sử dụng nó cũng phải được thay thường xuyên để nó đảm bảo an toàn sạch sẽ. Và một cái giải pháp mà tôi cho rằng có tính khả thi mà hiệu quả cao đối với lại cái khu vực chế biến đó là sử dụng cái đèn cực tím để chiếu định kỳ một ngày nhiều lần. Và như vậy thì những cái mầm nhiễm ở trong cái khu vực chế biến nó sẽ được khử đi và nó không có cái lưu truyền. Với nhận định như thế, ý tưởng chiếu tia cực tím tại các tổ bánh mì với sự hỗ trợ lắp đặt thiết bị của Tổ Công nghệ Thông tin Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng sẽ được huyện triển khai trong thời gian tới. Ngoài ra, việc tăng cường thanh kiểm tra của ngành chức năng và chính quyền, tập huấn nâng cao kiến thức cho người sản xuất và người tiêu dùng là điều hết sức cần thiết. Qua đây thì về phía cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng sẽ tích cực hơn nữa công tác quản lý các cái cơ sở thức ăn đường phố, đặc biệt là các cái cơ sở bánh mì mà thực hiện ở các cái nơi không an toàn, không thực hiện đủ các cái tiêu chí về thức ăn đường phố. Về phía cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi sẽ tập huấn xác nhận và làm cam kết cho các cái cơ sở thức ăn đường phố và cũng yêu cầu các cái cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thì nghiêm túc thực hiện 10 cái tiêu chí an toàn thức ăn đường phố. Còn người dân thì cũng tuyên truyền để có kiến thức lựa chọn các cái quán ăn đường phố an toàn và khi phát hiện cơ sở không an toàn khai báo cho cơ quan quản lý nhà nước. Với một cái đèn cực tím thì nó không nhiều.
và cái bộ phận kỹ thuật của trung tâm y tế chúng tôi có thể hỗ trợ cho tất cả những cái xe bánh mì ở trên địa bàn. Thì tôi nghĩ rằng là sau cái vụ việc này thì trung tâm y tế sẽ vận động các cái xe bánh mì của thức ăn đường phố, người ta tập trung vào cái việc khử nhiễm cho cái xe mình bằng cái đèn cực tím. Theo tính toán, chi phí cho việc lắp đặt đèn cực tím tại các tủ bánh mì chỉ vài trăm ngàn. Đây là số tiền mà các hộ kinh doanh bán bánh mì đều có thể chấp nhận được. Việc triển khai ý tưởng này của huyện Đức Trọng cùng với công tác đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng thực sự là người thông thái sẽ góp thêm một biện pháp để hạn chế ngộ độc do bánh mì gây ra. Tai nạn cũng xảy ra tại những đoạn khác trên cung đường Bà Triệu, phường 4, thành phố Đà Lạt. Do không quen đường, không kịp phản ứng khi gặp những cái bẫy này,